Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi. Theo đó, thiết bị bể bơi bao gồm các bộ phận được lắp xung quanh và trong bể bơi để vận hành, sử dụng bể bơi và các khu vực chức năng tiếp giáp. Các thiết bị bể bơi thuộc phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật này phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Điều 2 của quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan chất lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.